Hello, xin chào tất cả các con. Chúng mình hôm nay sẽ đến tiếp với bài học số 4, Lesson 4 của Unit 4, chủ đề là Home. Hôm nay mình sẽ học về Fruit, thức ăn, món ăn nhé. Fruit. Hôm nay bắt đầu nha. Nào. A. Listen, point and say. Listen, nghe. Point, chỉ ở bức tranh nhé. Chúng ta nghe. Listen. Point chỉ vào bức tranh này. And say và nói theo cô nhé. Ok. Now, listen. Đây là cái gì nhỉ? Đây là bánh pizza đúng không? Bánh pizza chúng ta vẫn hay ăn đúng không nào? Thế thì cái này sẽ đọc là pizza. Pizza. Chúng ta không đọc là pizza mà chúng ta sẽ đọc là pizza. 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 Nghĩa là bánh pizza nhé. Now, once again, đọc lại một lần nữa nha. Pizza. Okay, very good. Bánh pizza này. Next one. Nào, cơm. Đây là bát cơm đúng không nào? Cơm chúng ta sẽ đọc là rice. Rice. Cơm là rice. Rice. Có âm s. Rice. Nhớ nhá. Next one. Cái bánh ngọt này. Bánh ngọt thì sẽ là bánh ngọt nói chung. Ở đây là cái bánh sinh nhật rất là đẹp đúng không nào? Chúng ta sẽ nói bánh bánh ngọt đây là cake. 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 Chúng ta đọc cả âm k. Cake. Very good. Next one. Tiếp theo nào, bánh mì. Bánh mì, các bạn nào thích ăn bánh mì không nhỉ? Bánh mì nào. Bread. Bread. Rất tốt đúng không nào? Bread. Bread. Chúng ta làm âm cuối này nhân nhé. Bread. Bánh mì. Ok. Tiếp theo. Nào, dựa vào những cái món ăn mình vừa mới học thì ở đây mình sẽ hỏi các câu hỏi nhé. Nào. What's this? What's this? Đây là câu hỏi mình đã học rồi, có nghĩa là đây là cái gì đúng không? Thế thì khi cô chỉ ở bức tranh này, cô hỏi đây là cái gì? What's this? Thì các con sẽ trả lời là this is pizza. This is pizza. Và nếu như mình nói là tôi thích cái gì đó, mình cũng học rồi, là tôi thích sẽ là I like. Tôi thích và thêm cái từ, cái đồ vật mình thích vào đúng không nào? I like pizza. Tôi thích ăn bánh pizza, tôi thích bánh pizza này. I like pizza. Ok, very good. Ở đây mình để ý nhé, có đây là what's. What's, đây là viết tắt của what is. What is. Cái gì là, ở đây viết tắt sẽ là what's. Thế thì trong đây là what's this. Mình có thể hỏi là what's this, hoặc là mình hỏi là what is this, đúng không? What this? What is this? What's this? Nào, chúng ta trả lời nhé. What's this? This is pizza. I like pizza. Ở đây mình nhìn thấy có mặt cười đúng không? Mặt cười có nghĩa là thích, và đây sẽ là I like pizza. Bài này nhé, đây là cô vừa mới giảng một câu đầu tiên, mẫu đầu tiên, sau đó là những câu sau thì mình sẽ nghe, listen, ask, hỏi, and answer. Listen, ask, and answer. Nghe, hỏi và trả lời. Answer là trả lời này. Ask, hỏi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ nghe, hỏi và trả lời nhé. Mình đang ngồi cạnh bạn nào hoặc đang ngồi cạnh mẹ thì mình sẽ hỏi chỉ vào bức tranh này, hỏi mẹ hoặc là hỏi các bạn xung quanh mình nhé. Xem các bạn có biết không nha. Ok, nào bức tranh thổ số 2 nào, chúng ta thực hành nào. Ở đây mình sẽ hỏi đây là cái gì, mình sẽ nói là What's this? What's this? What's this? Đây là cái gì? Đúng rồi, this is rice. This is rice. Đây là cơm. Và đây có mình nhìn thấy mặt cười đúng không? Mình nhìn thấy mặt cười này có nghĩa là thích. Thế thì sẽ là I like rice. I like rice. Ở đây mình nhớ là like có k. Thế nên là mình sẽ nói là I like rice. Tôi thích gạo hoặc là cơm. Rice mình có thể hiểu nó là gạo hoặc cơm ấy, nhưng đây mình đây là bát cơm, mình sẽ nói là I like rice. Tôi thích cơm. This is rice. I like rice. Ok, tiếp theo. What's this? What's this? Trả lời cô nào. What's this? Very good. This is
cake. Đây là cái bánh ngọt. This is cake. Cái bánh sinh nhật mình cũng sẽ dùng từ này đúng không nào? This is cake. I don't like cake. Ở đây mình nhìn thấy đây là mặt mếu đúng không? Có nghĩa là không thích. Đây bạn nào mà không thích ăn cái bánh ngọt này như thế này thì mình sẽ nói là I don't like cake. I don't like cake. Tôi không thích bánh ngọt. I don't like cake. What's this? This is cake. I don't like cake. Tôi không thích. Không thích thì mình sẽ thêm cái từ chữ màu đen này vào đúng không? Don't. Không. Đúng không nào? Tiếp theo. Number 4. What's this? What's this? Đây là cái gì nhỉ? Ở đây mình sẽ chú ý đây là cái gì nào? What's this? Đây là cái gì? This is bread. Đúng rồi. I don't like bread. Ở đây là mặt mếu này, có nghĩa là không thích. Không thích sẽ là don't like. This is bread. Đây là cái bánh mì. I don't like bread. Tôi không thích bánh mì. Đúng chưa nào? Ok, nào bây giờ bài tập nhá. Exercise. Chúng ta sẽ answer. Answer. Bài tập là answer. Hãy trả lời nhá. Hãy trả lời các câu hỏi điền vào chỗ trống này nhá. Mình sẽ dựa vào từng bức tranh. Bức tranh đầu tiên chúng ta nhìn thấy câu hỏi là what's this? What's this? Đây là cái gì? Đây là cái gì nhỉ? Đây là cơm đúng không? Cơm mình sẽ trả lời là this is very good. Đúng rồi, rất tốt nào. This is rice. This is rice. Ở đây là mặt mếu đúng không? Nên người ta đã cho câu ví dụ ở đây là I don't like rice. Đúng rồi. This is rice. I don't like rice. Tôi không thích gạo. Tôi không thích cơm. This is rice. Đây là cơm. I don't like rice. Tôi không thích cơm. Câu số 2 nào. Now, what's this? Oh, very good. This is bánh mì. Bread. This is bread. I like bread. Vì bạn này bạn đang cười rất là tươi đúng không? Có nghĩa là bạn ấy thích. Thích thì sẽ nói là I like bread. This is bread. I like bread. Very good. Next one. What's this? What's this? Oh, this is pizza. This is pizza. Đây là cái bánh pizza. What's this? Đây là cái gì? This is pizza. Đây là cái bánh pizza. Và đây là bạn ấy đang cười rất tươi này, có nghĩa là bạn ấy thích. Thích thì sẽ nói là I like pizza. I like pizza. This is pizza. I like pizza. Very good. Tiếp theo, câu số 4 nào. Đây là cái gì nhỉ? Mình vừa học là cái gì? Là bánh ngọt. Bánh ngọt là cake. Ở đây mình sẽ điền vào là what's this? Đây là cái gì? What's this? This is cake. Và đây không thích đúng không? Don't. I don't like cake. Ok. Nào mình đọc lại nhá, câu hỏi trả lời lại nhá. What's this? What's this? Oh, đúng rồi, this is cake. I don't like cake. Nào vậy thì hôm nay mình sẽ chú ý nhá. Mình sẽ nhớ là câu hỏi là what's this? Đây là cái gì? Và chúng ta sẽ trả lời là this is cộng với cái đồ vật đấy vào đúng không? Đây là bánh thì sẽ là this is cake. Nếu mình thích bánh thì mình sẽ nói là I like cake. Tôi thích bánh, đúng không? I like cake. Còn nếu mình không thích thì mình sẽ thêm cái từ don't ở trong chữ màu đen này vào, đúng không nào? Sẽ là I don't like cake. Đúng rồi, ok, very good. Ok, để xem thêm nhiều bài học tiếng Anh hơn nữa thì chúng ta hãy vào Facebook and like và share, chia sẻ cho các bạn học tiếp nhé. Và nếu như mà các con vào trong YouTube thì hãy ấn vào subscribe để theo dõi thêm nhiều video hơn nữa nhé. Ok, chúc các con học tốt nha. Goodbye.